Dung đến sự để chào tất cả quý vị khán giả của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Sau khi mà xem xong bộ phim Đóa Hoa Mong Manh thì Yến cũng có rất là nhiều cảm xúc, bởi vì là ở trong đó thì cũng một nhân vật chính là chị Maya đã diễn xuất là cũng là một ca sĩ, cũng bản thân mình cũng là một ca sĩ, thế nên là mình cũng có rất là nhiều cái sự đồng cảm của trong bộ phim cũng như là trong cái nhân vật Thạch Thảo của chị Maya. Xin chào mọi người, mình là Đặng Hải Quân. Sau cái bộ phim này á, thì mình có một cái nhìn khách quan cũng như là một cái nhìn rõ và sâu sắc hơn về cái giới showbiz, là cho mình thấy được những cái mặt sáng và mặt tối của cái thế giới showbiz nó như thế nào. Rất là giống với những gì mà hiện tại bản thân mình cũng như là những cái người đồng nghiệp của mình đang gặp phải trong con đường làm nghệ thuật. Thì chị Mai Thu Huyền cũng đã làm nhiều phim ở Việt Nam rồi, nhưng mà để mà sang bên kia thực hiện một bộ phim á, thì hoàn toàn phải nói là rất là trong gai. Thì bộ phim này hoàn toàn quá xứng đáng để chúng ta có thể chúc mừng và đi xem để mà ủng hộ về một cái tinh thần dân tộc của người Việt Nam chúng ta mà đang sinh hoạt tại Mỹ với văn hóa mà để làm phim Việt Nam. Đây là một bộ phim Việt Nam được chiếu đầu tiên ở Mỹ, rất là hay, có thể đem màn ảnh Việt lan tỏa ra nước bạn, và bộ phim này rất là ấn tượng với mình luôn. Rất là nhiều ca khúc lòng vào một bộ phim mà coi không chán. Phim rất là đáng yêu, nó làm cho Kathy nhớ đến lúc mà Kathy sống ở bên Mỹ, cũng đi đại học ở bên quận Cam, và nhớ đến cái văn hóa của những người Việt đang ở quận Cam về âm nhạc, về phòng trà, và nói chung là cái văn hóa của người Việt rất là mạnh. Đặc biệt là khi mà nghe là phim này cũng đầu tư 90% bằng phụ nữ thì Kathy cũng thấy tự hào phụ nữ mình, cái gì mà không làm được. Cái cú phim này chú không ngờ nó mang lại cho chú rất là nhiều cảm xúc, mà trong cái đó lúc nãy đó có nhiều lúc trời ơi chú chảy nước mắt luôn á. Chú thấy lần thứ nhất sau bao nhiêu năm xa thì chú mới được xem một cái phim Việt Nam mà nó làm cho chú nghe là quá xúc cảm, mà chú thấy là cái cuốn phim này rất là hay, nó rất là hay, và nó chú nghĩ rằng là đoàn tất cả những người Việt Nam mình trên khắp thế giới, chú ước mong làm sao họ đều xem cái phim này hết, để rồi họ khuyến khích cái đoàn làm phim này làm thêm nhiều phim thật là hay như vậy, để mình giữ cái nền văn hóa Việt Nam của mình. Là chú thấy là chú trong phim hầu hết là chú biết hết trơn rồi, mà một thời gian rồi mà chú không thấy, cũng giống như ca sĩ Nhật Hạ, lâu rồi đâu có nghe lực sàng hay là hát hay là làm cái gì, mà không ngờ Nhật Hạ lại hôm nay lại viết chuyện phim mà trình bày những cái bài hát đó quá xuất sắc. Mọi người ơi, rất là hay và rất là ấn tượng. Nhanh nhanh ra rạp coi bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Và chúc mọi người sẽ ra rạp để xem và ủng hộ. Hải Quý Xuân một lần nữa xin lặp lại, quý vị nào chưa xem phim hay là sắp sửa xem phim, làm ơn đi xem lại giùm tôi. Số 1, đoạn phim đó đây nè. Mai mốt mà không có làm thêm phim nữa mà sẽ chết với chú rồi nha. Mọi người ơi, mọi người hãy ra rạp và đón xem phim Đóa Hoa Mong Manh vào ngày 12 tháng 4 nhé. Mọi người nên đi xem thử nhé. Thì mình thấy phim rất là hay, cảm giác rất là xúc động luôn. Và chúc mừng cho Đóa Hoa Mong Manh, và sẽ chúc cho bộ phim sẽ thành công và có thêm thật là nhiều thắng lợi trong thời gian sắp tới. Xin chúc mừng bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, và mong rằng tất cả mọi người hãy đến rạp xem phim Đóa Hoa Mong Manh.